Xin chào, chúng ta lại gặp nhau, các bạn khỏe chứ? Tôi hy vọng niềm vui tràn ngập đến các bạn. Nào bắt đầu chúng ta vào chủ đề chính, New, khám phá di tích. Khám phá du lịch Bà Nà Hill một ngày có gì vui chơi hấp dẫn? Tại sao bạn nên du lịch Bà Nà mà không phải là địa điểm nào khác tại Đà Nẵng? Đến với Bà Nà, bạn có cơ hội được trải nghiệm 4 mùa một ngày, tận hưởng thế nào khi lạc vào giữa chốn bồng lai thiên cảnh, cảm giác bồng bềnh phiêu lưu và tham quan du ngoạn. Ngắm toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cáp treo, Bà Nà nổi bật giữa một trong những tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tọa thiền lớn nhất châu Á, cao 27m ở linh ứng tự Bà Nà. Không gian châu Âu cổ kính tại các khu biệt thự cổ theo lối kiến trúc của Pháp và chinh phục đỉnh núi cao nhất của Bà Nà, núi Chúa. Nếu chỉ có một ngày khám phá, hãy xem du lịch Bà Nà có gì vui nhé. Nào chúng ta xem bộ sưu tập ảnh của Mr. Lộc TV. Xin mời các bạn tap subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi. Kinh nghiệm bạn cần biết trước khi đi du lịch Đà Nẵng. Bà Nà Hill. Bà Nà Hill nằm ở đỉnh núi Chúa, thuộc núi Bà là một phần của dãy Trường Sơn, thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng hơn 26 km về phía tây. Một không khí trong lành mát mẻ. Bà Nà Hill nằm trên đỉnh ngọn núi Chúa, ngọn núi đẹp nhất Đà Nẵng, cao 1.489m. Quanh năm khí hậu trong lành, mát mẻ, hay cảnh quan góc nào cũng đẹp. Đường lên Bà Nà Hill được ví là đường lên tiên cảnh, quả thực không sai. Suốt quãng đường cáp treo từ chân núi lên các nhà ga, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cánh rừng nguyên sinh xanh rì. Càng lên cao khí hậu càng mát. Lên đến nhà ga đầu tiên, bạn có thể đang đứng cao hơn cả tầng mây, không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên. Khu du lịch Bà Nà Hill được xây dựng lại trên nền khu nghỉ dưỡng cổ của người Pháp, khiến bạn tưởng như đang lạc vào một thị trấn nào ở châu Âu, với những người chưa từng đặt chân đến châu Âu. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Ba khu vui chơi trung tâm lễ hội trên đỉnh núi có 102 ở Việt Nam. Ngày nào ở Bà Nà Hill cũng có lễ hội đường phố, nhảy múa, âm nhạc, lễ hội bia. Không lúc nào ở Bà Nà Hill bớt sôi động. 4. Trải nghiệm chơi trò chơi mạo hiểm ở độ cao 1.489m. Khu vui chơi trong nhà Fantasy Park ở Bà Nà Hill có tới hơn 90 trò chơi, dành cho mọi lứa tuổi. Thu hút nhất vẫn là các trò chơi mạo hiểm như trượt máng, đường trượt siêu tốc, thác rơi tự do từ độ cao 29m, phi công skiver, ngồi vào một chiếc đu quay siêu tốc rồi bị quay cho hoa hết cả mắt mũi, leo núi tự do, PV và rất nhiều trò thú vị khác. Trẻ em cũng có khu vui chơi riêng, khu chiếu phim 3D, 4D, 5D, khu tượng sáp với dàn diễn viên Hollywood, công viên khủng long, cuộc du hành vào lòng đất, nhà ma, khu vườn kỳ diệu, PV. Nói chung là nhiều lắm, chơi cả ngày không hết trò chơi. Mẹo, nếu bạn thắc mắc nên chơi trò gì? Tôi chia sẻ trong phần Bà Nà Hill có rất nhiều trò chơi dành cho các bạn. 5. Khu nghỉ dưỡng cổ của người Pháp. Trước khi đi du lịch Bà Nà Hill, tôi giới thiệu với bạn ở ngay bên dưới đây. Trong phần câu chuyện lịch sử về Bà Nà Hill, nhé. Câu chuyện lịch sử về Bà Nà Hill. Năm 1901, khi Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp, sau khi tìm ra và xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, toàn quyền Đông Dương Paul Boomer giao cho đại úy Victor Adrian De Bay nhiệm vụ tìm nơi có khí hậu mát mẻ để xây khu nghỉ dưỡng và điều trị bệnh tại khu vực Đà Nẵng, Huế. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, Đề Bay đã tìm ra ngọn núi cao hơn 1.400m, cách Đà Nẵng hơn 30km về phía tây, nhưng mãi tới năm 1919 nhà nghỉ đầu tiên mới được xây dựng ở Bà Nà. Trước kia việc di chuyển lên Bà Nà rất khó khăn, xe hơi phải dừng lại ở Phú Thượng, sau đấy di chuyển bằng kiệu ghế hoặc ngựa, mất từ 3 tháng 4 giờ mới lên tới khu nghỉ mát. Ban đầu lượng khách tới Bà Nà còn rất ít ỏi, tương đương 120 người một năm. 1925, năm 1928, khi con đường đất từ chân núi lên đỉnh được hoàn thành, số lượng du khách tới đây đông dần, lần lượt nhà hàng, khách sạn, ngân hàng đi vào hoạt động để phục vụ du khách, đưa Bà Nà Hill trở thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu ở Đông Dương, sánh ngang với cao nguyên Boker ở Campuchia, Đà Lạt, Tam Đảo, Sapa.
Vũng Tàu, 1.000 người 1 năm 1937. Tại sao lại có tên gọi là Bà Nà Hiêu? Hiện nay có 3 cách giải thích chính về nguồn gốc tên gọi Bà Nà Hiêu. Có người cho rằng ngày xưa ở trên núi Chúa có rất nhiều chuối, nên người Pháp gọi là Ba Nên, rồi người Việt đọc lệch thành Bà Nà, nghe cũng có lý đấy chứ. Cách giải thích thứ hai, theo nhà văn Nguyên Ngọc, chữ Bà Nà trong tiếng của người Ca Tu có nghĩa là núi của tôi. Cách giải thích thứ ba, xưa kia vùng đất này thuộc vương quốc Champa trước khi Huyền Chân công chúa lấy vua Chế Mân. Ông này dâng tặng đất cho nhà Nguyễn, người Champa có thực thờ thần Ponaga, hay còn gọi là bà Thiên Iana, nên gọi tắt là núi Bà Nà. Khu du lịch Bà Nà Hiêu có 13 nơi ngắm cảnh đẹp mà bạn không thể bỏ qua như một cảnh trên tuyến cáp treo Bà Nà Hiêu, hai khu làng Pháp giữa miền Trung Việt Nam, ba chùa Lương Ứng số 34 hầm rượu cổ Đê Vai, 5 Fantasy Park, khu vui chơi trong nhà trên đỉnh núi có 1026 vườn hoa Le Jardin Da Mo thơ mộng, 7 cây cầu vàng, địa điểm check tranh mới ở Bà Nà Hiêu, 8 bảo tàng tượng sáp, 9 tàu hỏa leo núi, 10 linh phong thiền tự, 11 trà vũ quán, 12 miếu bà, 13 lầu chuông. Lưu ý, vào mùa đông thời tiết trên Bà Nà Hiêu lạnh không khác gì mùa đông miền Bắc, các bạn nhớ chuẩn bị thật kỹ khi đi du lịch Bà Nà Hiêu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi.